Nhắc đến hình ảnh giản dị, thân thương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến đôi dép cao su luôn đồng hành cùng người trong tất cả các dịp, dù là hội nghị cấp cao, thăm đồng bào, chiến sĩ hay trên chính chiến trường. Đôi dép cao su cũng gắn liền với đôi chân của những người chiến sĩ trong hai cuộc trường chinh lịch sử, góp phần làm nên chiến thắng và trở thành biểu tượng của tinh thần, ý chí Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Ngày nay, mỗi khi đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội, đồng bào và du khách Nam Châu đều nhìn thấy một kỷ vật với tên gọi thân thương, đôi dép Bác Hồ. Đây là đôi dép được làm theo nguyên mẫu, đôi dép mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng trong suốt hơn 20 năm, từ năm 1947. Và người đã làm nên đôi dép hiện đang trưng bày trong Bảo tàng Hồ Chí Minh chính là nghệ nhân làm dép cao su Phạm Quang Xuân. Tôi làm nghề dép cao su này là theo nghề của gia đình. 12 tuổi mình đã phụ bố rồi. Tôi đã làm hàng ngàn đôi dép cao su. Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ là mình lại được vinh dự làm một đôi dép Bác Hồ mà trưng bày trong bảo tàng. Khi cán bộ mà đưa cho tôi cái đôi dép Bác Hồ yêu cầu để làm nó giống như cái đôi này, tôi cũng ngắm nghía. Nó cũ, nó mòn nhiều, thậm chí là ở trên cái mặt dép ấy, cái vết chân nó còn lõm à, tức là đi rất là lâu. Cái đế mà quệt xuống dưới nó phải mòn đi nhiều hơn. Thế cho nên là bác phải tát thêm một nước ngót. Bác Hồ tiết kiệm thật. Vừa ngưỡng mộ lại muốn học tập theo cái đức tính đó. À, thế trọng trách rất là lớn, làm sao cho nó thật giống để cho trưng bày bảo tàng để đồng bào khắp các nơi đến xem thì cũng cảm thấy như là đôi dép bác đang đi. Tốn nhiều công lắm, phải làm hàng tháng. Lúc mà khó khăn thì cảm thấy là có cái động lực từ bác. Bác tiết kiệm như thế này thì bác còn nhiều việc khó mà còn làm được. Chứ mình cái này mà là mình không làm được thì không được, nên là phải cố. Sau mấy chục năm tôi làm đôi dép này, và từ những cái ấn tượng ban đầu Bác Hồ thì bản thân tôi có nhiều cái cũng học tập được. Tiết kiệm đến bây giờ thì nó vẫn đi theo tôi. Nhiều người là kể cả trong gia đình tôi cũng bảo cái này thì bỏ đi, cái kia bỏ đi. Thế nhưng mà tôi thấy sửa chữa lại dùng được, không thể vứt đi ngay. Bác vẫn vì nước, vì dân. Bác làm việc lớn thì mình không làm việc lớn thì làm việc nhỏ, cũng như là làm một người công dân tốt.